Chiều ngày 24 tháng 6, Cụm thi đua số 5 Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Mai Bá Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Chính sách Pháp luật và Quan hệ Lao động Liên đoàn Lao động tỉnh. Về phía huyện Ngọc Lạc có đồng chí Phạm Văn Thiết, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Phạm Thị Lý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Cụm thi đua số 5 Liên đoàn Lao động tỉnh gồm Liên đoàn Lao động các huyện như Thanh, Ngọc Lạc, Nông Cống, Triệu Sơn, Thọ Xuân, Thạch Thành và Cẩm Thủy. Trong 6 tháng đầu năm 2004, tình hình tư tưởng công nhân viên chức lao động ổn định, yên tâm lao động sản xuất và công tác, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Liên đoàn lao động các huyện đã thực hiện tốt việc chăm lo và bảo vệ quyền lợi của người lao động phối hợp thực hiện tốt các chế độ chính sách theo quy định của nhà nước, thường xuyên kiểm tra việc giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động tại các doanh nghiệp, kịp thời hướng dẫn giúp đỡ công nhân viên chức lao động ký kết hợp đồng lao động, đại diện tập thể người lao động đối thoại, thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể tại các doanh nghiệp. Liên đoàn lao động các huyện được tổ chức tốt các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động, tổ chức chương trình Tết Xung Vầy Xuân Chia Sẻ để động viên thăm hỏi và chăm lo một cách tốt nhất cho đoàn viên công nhân viên chức lao động, nhất là những công nhân viên chức có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, thực hiện tốt tháng công nhân, tháng an toàn vệ sinh lao động, việc nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống việc làm, gắn với thực hiện công tác chăm lo quyền lợi, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, được thực hiện tốt. Nhân dịp Tết Nguyên đán, tháng công nhân năm 2024, các cấp công đoàn đã tặng quà cho người lao động khó khăn với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ 23 đoàn viên, công nhân viên chức lao động xây dựng máy ấm công đoàn với số tiền trên 900 triệu đồng. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu trong 6 tháng đầu năm, có 3 đơn vị hoàn thành 17 trên 28 chỉ tiêu gồm Thọ Xuân, Cẩm Thủy, Như Thanh. Các đơn vị hoàn thành từ 13 đến 15 chỉ tiêu gồm Ngọc Lạc, Nông Cống, Triệu Sơn. 6 tháng cuối năm 2024, Liên đoàn lao động các huyện trong cụm thi đua số 5 tiếp tục quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh phát triển đoàn viên gắn với việc quản lý đoàn viên, nâng cao chất lượng đoàn viên, triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua trong đoàn viên, người lao động. Đồng chí Mai Bá Nam nhấn mạnh, các đơn vị cần bắt tay ngay vào việc xây dựng các chương trình kế hoạch nhằm triển khai hiệu quả nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028 đã đề ra, tiếp tục quan tâm công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân các ngày lễ, đặc biệt quan tâm đến việc ký thỏa ước lao động tập thể mới và ký lại thỏa ước lao động tập thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện nghị quyết đại hội 20 công đoàn Thanh Hóa, đại hội 13 công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028. Phó chủ tịch liên đoàn lao động tỉnh cũng đề nghị các đơn vị trong cụm thi đua số 5 đẩy mạnh các phong trào thi đua trong đoàn viên người lao động, đặc biệt là phong trào công nhân viên chức lao động tiên phong thực hiện khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng giai đoạn 2021-2030.